iPhone X là chiếc flagship mà có lẽ mình cảm thấy hơi nuối tiếc một chút khi mà đã không sở hữu lúc mà nó vừa mới ra mắt. Đây là một cái sản phẩm có thể nói là đã thay đổi quá nhiều kể từ cái đời iPhone 7, iPhone 8, iPhone 8 Plus. Nó có một màn hình mới, nó có một kích thước mới và nó có một cái chế độ bảo mật mới, cái gì cũng mới. Và mức giá lúc đó khi mà mới về thì hình như là nó cao đến ngất ngưởng luôn và chúng ta rất khó để có thể sở hữu. Thế nhưng tại thời điểm hiện tại, không chỉ là một chiếc iPhone X đã có mức giá dễ chịu hơn mà thậm chí giá cũ bây giờ nó cũng cực ngon luôn. Vậy thì nó ngon như nào thì anh em chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video này nhé. Đầu tiên phải nói về iPhone X, khi mà chúng ta nhìn vào sản phẩm thì có lẽ là với mình sẽ thấy ấn tượng ngay là ở cái phần màn hình. Màn hình của iPhone X nó là một cái gì đó nó thay đổi hoàn toàn cái cách thiết kế, cái lối thiết kế của người dùng này, của các hãng sản xuất. Chết rồi, người dùng thì có thiết kế đâu nhỉ? Nhưng mà không sao, ý mình ý là cái lối thiết kế về tai thỏ nó đã ảnh hưởng quá nhiều đến các cái sản phẩm sau này. Và bây giờ anh em có công nhận với mình rằng là các bạn nhìn khắp mọi nơi, tầm trung, giá rẻ và flagship bây giờ tai thỏ quá nhiều. Hồi đấy thì bùng phát về chê tai thỏ của iPhone X lên xuống. Bây giờ thì sao? Lịch sử và nó đã chứng minh rằng là đấy, thằng đúng thì nó vẫn đúng thôi. Và cái màn hình như vậy thì nó đã tối ưu chúng ta được cái kích thước và cũng như là cái tỷ lệ màn hình mới. Và chúng ta sẽ tiết kiệm được những cái phần màn hình, dẫu sao cũng để vừa được cái mấy cái icon ở trên, để cho cái phần hiển thị ở dưới nó không bị ảnh hưởng quá nhiều. Nó là một cái thiết kế mà nó không phải là tối ưu, nó cũng không phải là quá hoàn hảo, nhưng mà nó là một cái bước tiến mới để cho những cái dòng sản phẩm sau này nó có một cái gì đó để nó học hỏi theo. Và cái màn hình này thì có một chất lượng cực kỳ tốt. Màn hình mặc dù chỉ là Full HD Plus nhưng lại hỗ trợ HDR10, rồi thì là độ nhạy là 100-20Hz. Các bạn nên nhớ là độ nhạy nhé, không phải là tần số quét màn hình, nó là độ nhạy cảm ứng. Và cái màn hình này thì cho mình một cái trải nghiệm nó cực kỳ tốt. Màn hình của iPhone X, kể cả cái thao tác, cái gesture mà chúng ta thao tác, nó đều rất tuyệt vời. Và có lẽ không phải chê nhiều về cái chất lượng của cái màn hình của chiếc iPhone X. Và nói về iPhone X thì chúng ta cũng không thể nào quên được, đó chính là về cái cấu hình của máy. Bản chất các app của Android đã không bao giờ tối ưu được ngon như là các app của iOS rồi, mà iPhone X lại còn sở hữu một cấu hình nó cực kỳ là tuyệt vời. Một con chip Apple A11 Bionic nó quá là mạnh mẽ. Thậm chí kể cả những cái sản phẩm sử dụng chip A10 Fusion, bây giờ các bạn chơi game nó vẫn còn rất là mượt mà, chứ đừng nói đến A11 Bionic. Những cái sản phẩm của iPhone luôn luôn có cái vòng đời sử dụng nó rất là cao. Và thôi thì mặc dù thì cũng chửi Apple, nhưng mà kiểu bây giờ anh em ta đã giải quyết được cái vấn đề là pin nó yếu thì nó hạ cấu hình rồi. Nên là các bạn sử dụng những cái sản phẩm cũ, ví dụ như iPhone X bây giờ có mua cũ mà chúng ta vẫn có thể kiểm tra được pin các thứ, đúng không nào? Hiệu năng nó sẽ vẫn luôn là đảm bảo. Và cái cuối cùng ở một cái sản phẩm như iPhone X đó chính là về phần cụm camera. Những cái sản phẩm iPhone luôn luôn khi mà so với các hãng điện thoại khác, nó có một cái ưu điểm rất tốt, đó là cái khả năng quay, đặc biệt là chống rung nó rất là tốt. Và cái HDR, cái giải nhạy sáng của nó rất là tuyệt vời. Nếu như các bạn là một người ưa thích quay video và các bạn hay chụp ảnh kiểu chênh sáng này, mặt trời hoàng hôn, phong cảnh các thứ, thì đây là một sản phẩm rất phù hợp với các bạn. Mình nói như vậy không có nghĩa là những yếu tố khác của iPhone X không tốt, ví dụ như là camera selfie hay là chất lượng âm thanh loa ngoài stereo, những cái đó không phải tốt. Nhưng ba cái yếu tố nổi bật nhất ở iPhone X mà bây giờ chúng ta thường mang để cân nhắc về các sản phẩm flagship khác, đó chính là màn hình này, hiệu năng và cuối cùng là camera. Và đây là ba cái yếu tố khiến cho cái mức giá với một chiếc điện thoại cũ khoảng 16 triệu theo mình thấy bây giờ nó là mức giá rất là ngon. Nếu như 16 triệu các bạn nhìn sang các sản phẩm khác, kể cả so với flagship năm nay như kiểu Note 9, thì các bạn sẽ thấy rằng là Note 9 bây giờ hàng cũ cũng phải tầm 17-18 triệu chứ không phải là rẻ, cao hơn hẳn so với iPhone X. Mà các bạn có công nhận với mình rằng là cái tối ưu của app Android, chưa kể là con chip Exynos 9810, làm sao tối ưu ngon được bằng điện thoại iPhone, đúng không nào? Và cái màn hình nó cũng là một cái yếu tố mà cả hai hãng khó mà có thể so bì được với nhau. Chính vì vậy, nếu như ở khoảng giá bây giờ mình thấy là một thời điểm rất hợp lý để anh em bỏ ra một khoảng 16 triệu mua một chiếc iPhone X cũ. Anh em nghĩ sao? Đây có phải là một cái sự lựa chọn mà anh em thấy rằng nó cực kỳ ngon hay không? Trong cái tầm giá hàng cũ như vậy. Tất nhiên là hàng cũ thì chúng ta sẽ phải đối mặt với cái vấn đề là phải test kỹ rồi thì hơi lo lắng về vấn đề bảo hành. Nhưng mà nếu như mà test được một con máy ngon thì đúng là rất là tuyệt vời, đúng không nào? Và so với các sản phẩm khác như kiểu là Mate 20 mới bây giờ hay là kể cả Note 9 cũ, thì các bạn nghĩ sao? iPhone X liệu có phải là một sự lựa chọn hàng đầu của các bạn hay không? Hãy comment bên dưới cho mình biết nhé. Sản phẩm mà mình mượn để có thể làm đánh giá và trên tay lại cho các bạn, đó chính là sản phẩm mượn từ cửa hàng Hoàng Hà Mobile. Các bạn có thể tham khảo đường link bên dưới phần mô tả, bấm vào đó mở ra có cái đường link dẫn đến website của Hoàng Hà Mobile là các bạn có thể tham khảo giá bán rồi bảo hành
và nhớ kiểm tra kỹ máy trước khi mua nhé, hàng cũ mà đúng không nào. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các số video sau. Bye bye. Nói lại nhá. iPhone X